Minh Nhật xin gửi lời chào tới quý khán thính giả. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình thời sự của Vô TV trong ngày 18 tháng 7 năm 2019. Kính thưa quý vị, cái chết của ông Trần Bắc Hà quá đột ngột, quá bất ngờ. Nguyên nhân tử vong và tất cả những yếu tố liên quan đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Ông Trần Bắc Hà, 63 tuổi, quê tại Bình Định, là cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng BIDV, đàn em thân tín của Nguyễn Tấn Dũng vừa tử vong sáng nay sau hơn 7 tháng bị khởi tố tạm giam. Ông đã bị chết trong một trại tạm giam của quân đội. Điều đặc biệt là bệnh tật của ông nghe nói đã không được chữa trị kịp thời. Theo báo chí nhà nước, tờ Việt Nam Net đăng tải nguyên nhân ông Hà tử vong được xác định là do mắc bệnh hiểm nghèo về gan. Nhưng như chúng tôi đã nói, ông Trần Bắc Hà là một đại gia là người có rất nhiều tiền, nhiều của, chuyện chữa trị bệnh tật với ông không phải là điều quá nghiêm trọng, nhưng trại giam đã không cho ông mang thuốc vào. Khi bị tạm giam để điều tra, ông Trần Bắc Hà được lưu ý chăm sóc y tế, dùng thuốc thường xuyên là lời của các cán bộ trại giam. Những ngày qua, ông Hà hay mệt vì bệnh tái phát. Sáng nay, ông Hà sức khỏe yếu được cán bộ quản giáo và y tế trại giam chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 105 ở Sơn Tây, Hà Nội, nhưng chưa đến nơi thì đã tử vong. Cần nhắc lại rằng, ông Trần Bắc Hà là một người rất thân tín của Nguyễn Tấn Dũng, từng được mệnh danh là Tây chìa khóa hòm của nhà Ba Dũng. Một thời hét ra mưa, ra gió, khuynh đảo chính trường và giới tài chính, ông Trần Bắc Hà được cho là trên vạn người dưới một người. Trong các phiên xử của ông Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh và đại gia Trầm B, nguyên phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị Sacombank về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trần Bắc Hà bị triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan người làm chứng. Nhưng ông Trần Bắc Hà đã quyết định vắng mặt không đến tham dự. Sau này ông Trần Bắc Hà bị bắt từ nước Campuchia. Còn có nguồn tin thì cho rằng ông bị bắt đưa từ Lào về và việc này thực hiện do lực lượng quân đội. Từ việc bắt giam cho đến đưa ông Trần Bắc Hà nhốt vào trại giam của quân đội là một điều hết sức khuất tất và cái chết của ông cũng được báo chí đăng tải thông tin. Tuy vậy, người nhà cảm thấy rất bất ngờ. Vào tháng 7 năm ngoái, tại phiên tòa, sự sơ thẩm lần hai, ông Trần Bắc Hà cũng có đơn xin vắng mặt với lý do đang chữa bệnh tại Singapore. Chủ tọa phiên tòa thông báo, ông Hà nhập cảnh vào Singapore ngày 15 tháng 7 năm 2018 sau đó phẫu thuật gan. Một nguồn tin cho biết, lúc này ông Hà đang bị bệnh ung thư gan rất nặng, được nhân viên y tế của bệnh viện chăm sóc ở chế độ đặc biệt, bản thân ông gần như không đi lại được. Trong đợt điều trị bệnh gan ung thư đầu tiên ở Singapore, một phần gan của ông hà đã được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ nhưng xem ra điều này có phải là một thực tế hay là một cách để ông chối tội và bây giờ lại chính là lý do để cho những người gây ra cái chết hoặc các cán bộ quản lý trại giam cũng như điều tra đưa ra là nguyên nhân lý do tử vong của ông là một điều cần phải xác minh qua gia đình báo việt nam net xác nhận Ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng BIDV đã tử vong sau hơn 7 tháng bị khởi tố và bắt tạm giam. Chúng tôi có lướt qua các báo khác như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Việt Nam, VN Express và nhiều báo chí trong nước khác đã bắt đầu chạy tin về việc ông Trần Bắc Hà bị chết. Cần nhắc lại rằng ông Trần Bắc Hà là một trong những người nắm giữ quyền lực rất cao. Ông Hà tử vong khi đang bị tạm giam để điều tra về những sai phạm trong hoạt động ngân hàng tại BIDV. Ông được cáo buộc là đã hút máu hơn 4.700 tỷ đồng tiền của các ngân hàng. Nguyên nhân tử vong được cho là do ông Hà bị bệnh về gan và ung thư trước đó đã nhiều lần đi chữa trị ở nước ngoài. Theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ đưa hôm nay, ông Trần Bắc Hà bị tạm giam ở trại quân đội tại Sóc Sơn. Ông được đưa vào bệnh viện 105 sáng nay và được xác minh là đã chết trước khi vào bệnh viện. Cũng cần nhắc lại rằng trong điều kiện y tế của các trại quân đội, ông Trần Bắc Hà đã không được thăm khám chữa bệnh thường xuyên. Cần nhắc lại, cuối tháng 11 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam khám xét đối với ông Trần Bắc Hà để điều tra về tội phạm quy định hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo quy định tại Điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015, cùng bị khởi tố đối với ông Trần Bắc Hà ở thời điểm đó còn có các bị can khác như cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV Trần Lục Lang, Kiều Đình Hòa cựu Giám đốc BIDV Chi Nhánh Hà Tĩnh và một người nữ tên là Lê Thị Vân Anh, cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi Nhánh Hà Tĩnh người được coi là cũng có quan hệ tình cảm thân thiết với ông trần bắc hà ông trần bắc hà cùng ba thuộc cấp bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến việc cho dự án chăn nuôi bò ở hà tĩnh vay vốn gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng và đây không phải là một trong những dự án duy nhất nếu chỉ đơn thuần là việc tính toán sai phương án lợi nhuận cho ngân hàng thì ông trần bắc hà đã không bị bắt vì nó chỉ mang tính cá nhân nhưng đây là một đường dây nhằm rút tiền của người ta. Và đầu tháng Giêng năm 2019, ông Trần Bắc Hà bị khởi tố bổ sung về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Quy định tại Điều 206 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch trung dũng. Chúng tôi cũng không được rõ về du lịch Trung Dũng này có liên quan gì đến Nguyễn Tấn Dũng hay chăng. Trong đợt khởi tố hồi tháng Giêng, cơ quan công an có tiến hành khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở đối với cả ông Đoàn Ánh Sáng. Ông này nguyên là Phó Tổng Giám đốc BIDV và bốn thuộc cấp gồm Nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp Nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Thành, ông Phạm Hồng Quang nguyên là trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp của một BIDV chi nhánh Hà Thành. Nguyên cán bộ phòng khách hàng doanh nghiệp một BIDV chi nhánh Hà Thành, ông Đặng Thanh Nam cũng bị khởi tố về cùng tội danh là vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại điều 206 Bộ luật hình sự năm 2005. Trước khi bị khởi tố bắt giam, ông Trần Bắc Hà đã bị Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận có nhiều vi phạm trong nhiệm kỳ 2010-2015 và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt là việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng liên quan đến vụ án tại Ngân hàng Xây dựng. Sau đó ông Trần Bắc Hà đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng. Theo kỷ luật và kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương thì ông Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ vi phạm quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt thiếu dân chủ trong chỉ đạo điều hành. Vi phạm nghị quyết của Ban thường vụ Đảng ủy về nghĩa vụ trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV. Vi phạm quy trình thủ tục thẩm quyền quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay và bảo lãnh đầu tư cũng như quản lý nợ nần. Trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên doanh và liên quan đến vụ án xảy ra tại ngân hàng xây dựng. Ông Trần Bắc Hà năm nay cũng chưa đủ già, mới chỉ sinh năm 1956 tại Bình Định, bắt đầu làm việc ở BIDV từ năm 1981, thâm niên cố đế, đến năm 1991 được bổ nhiệm làm giám đốc BIDV chi nhánh Bình Định và từ đó về sau có thể coi là những bước trượt dài trên đường công danh sự nghiệp khi tiền tài thì sắp lên tới đỉnh cao. Còn danh vọng và đức hạnh, đạo đức thì tụt xuống đấy. Vào năm 2003, ông Trần Bắc Hà được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc BIDV và đến năm 2007 là tổng giám đốc BIDV. Từ năm 2008, ông Trần Bắc Hà là chủ tịch hội đồng quản trị BIDV cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ vào ngày 1 tháng 9 năm 2016. Ông là người từng to can chỉ mặt rất nhiều vị lãnh đạo cấp tỉnh, khi thời mà Ba Dũng đang còn làm và ông được coi là dưới một người trên vạn người. Ông Trần Bắc Hà từng chối lệnh ra tòa bởi vì nói rằng mình bị bệnh ung thư và không biết bây giờ ông chết vì lý do gì, nhưng báo chí thì có quyền đăng tải thông tin là ông Trần Bắc Hà đã bị chết do bệnh tật. Việc ông Trần Bắc Hà chết trong trại tạm giam một lần nữa cho chúng ta thấy cái chết không tha bất kỳ một ai nhưng hơn hết là những người đã gây ra tội với nhân dân đã chết còn bị chửi và hơn hết bị chính những người đồng chí của mình đối xử trong một tình trạng bất công dù sao đi nữa sinh mạng của bất kỳ một con người nào cũng đều là quý giá cho dù họ là tội phạm họ phạm tội nào thì cần đưa ra tòa để xét xử về những tội đó bất kỳ một hành vi nào mang tính thủ tiêu mang tính giấu giếm thông tin hoặc loại trừ đều được coi là những tội phạm hết sức nghiêm trọng vi phạm đến quyền của những người đương sự và nó còn đồng thời là một vết nhục cho ngành tư pháp. Chúng tôi lên án tất cả những hành vi nào được cho là bất minh đằng sau những sự kiện đó. Chúng tôi cũng xin gửi tới quý vị thông tin về ông Trần Bắc Hà đã tử vong để một lần nữa nhắc nhở cho quý vị về những tội ác và đồng thời những sai phạm của những cán bộ cộng sản cho dù họ ở tù hay ở ngoài thì người dân cũng mất rất rất nhiều tiền. Chỉ riêng ông Trần Bắc Hà trong một vụ việc đã hơn 4.700 tỷ đồng là một cái điều đáng để chúng ta quan tâm. Bao lâu còn những người như thế làm lãnh đạo, còn giữ túi tiền của chúng ta, còn quyết định thay chúng ta, thì cuộc đời và số mệnh của chúng ta, của từng người và mọi người và của cả dân tộc này đều sẽ phải đi xuống hố. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo.